Rồi thì trong video ngày hôm nay thì Sơn đã chia sẻ thêm cho các bạn về những cái kinh nghiệm để làm sao đó mình có thể tạo được thu nhập là 10, 20 triệu hay là 50 triệu dành cho những người mới bắt đầu. Và một phần quan trọng hơn đó là phỏng vấn một người bạn đó đã tạo ra được cái thu nhập là trên 50.000 đô thu nhập một tháng. Sau cái phần chia sẻ đó thì bạn có thể là đặt câu hỏi trực tiếp và sau đó thì Sơn hoặc là bạn này bạn nó sẽ trả lời cùng với cả chúng ta trong cái buổi tối trực tiếp ngày hôm nay. Thì nếu như bạn nào có bất kỳ câu hỏi á thì các bạn cứ đặt câu hỏi đi, sau đó chút nữa Sơn sẽ tổng hợp lại hết tất cả câu hỏi đó, dành tặng và trả lời lại cho các bạn ở cuối cái phần livestream buổi tối hôm nay, được không ạ? Rồi thì bây giờ Sơn sẽ giới thiệu một chút về cái một người bạn mà Sơn nãy giờ Sơn đã nói rất là nhiều rồi. Thì đây là một người em của Sơn, nó nói là em nhưng mà không có cùng cùng huyết thống đâu, nhưng mà đây là một người em rất là thân của Sơn. Thì Sơn rất là ấn tượng với bạn này, bạn rất là trẻ thôi, cách đây khoảng hơn một năm. Thì thực sự bạn ấy đâu lúc đó thời điểm lúc đó chắc khoảng 20 tuổi các bạn. Bạn hơn một năm thì bạn ấy có inbox của Sơn, bạn ấy nói rằng anh Sơn ơi, hiện tại em đang làm về lĩnh vực về digital marketing không, và em làm thêm một vài cái lĩnh vực nữa về dịch vụ Facebook cũng như là về affiliate marketing không, và em cũng đã đi học rất là nhiều rồi, thì bây giờ là không biết rằng anh Sơn có thể giúp cho em tạo được thu nhập cao hơn nữa không. Thì bạn ấy chia sẻ rằng cái thu nhập cái thời điểm lúc đó đó trong cái nghề của bạn đang làm đó là khoảng từ tạm 70 triệu cho tới 100 triệu một tháng, và em rất sẵn lòng em vào trong Sài Gòn này để cùng làm việc với anh. Mặc dù cái thời điểm lúc đó bạn ấy vẫn rất còn trẻ thôi và bạn ấy sẵn sàng bạn ấy vào Sài Gòn, thì mình thấy rằng đây là một người trẻ nhưng mà luôn luôn có một cái chí cầu tiến vươn lên, thì chắc chắn rằng mình nói rằng ok em vào trong Sài Gòn đi thì anh em mình cùng làm việc với nhau. Tới đó khoảng hơn một năm rưỡi rồi các bạn, khoảng hơn một năm rưỡi rồi hai anh em nói chuyện với nhau như vậy. Và sau đó thì hai anh em có thời điểm đâu đó khoảng vài tháng ở chung nhà với nhau, và tới điểm bây giờ thì ngày nào anh em dường như anh em thường xuyên gặp mặt nhau các bạn, chia sẻ về kinh nghiệm, chia sẻ về bài học, có thể là những cái câu chuyện về tài chính này, về kinh doanh này, về quản trị đội nhóm này, về cuộc sống này, về sức khỏe này, về tình duyên này, hay là về affiliate marketing, rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau. Hai anh em làm về affiliate marketing cùng với nhau và càng có được nhiều cái câu chuyện thành công hơn đó, được không ạ? Thì người bạn này là rất là trẻ, bạn tên là Huy Trọng. Để làm sao đó từ một người bạn trẻ với một ý chí khát khao thôi, nhưng cái bạn đã có được một cái name, một cái tên tuổi rất là mạnh ở trong cái lĩnh vực về affiliate marketing, make money online. Và ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ về trong cái buổi livestream ở đây, thì chúng ta sẽ cùng trực tiếp và giao lưu, trao đổi cái kinh nghiệm. Đó, nếu như các bạn thấy cái video này hôm nay có ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like, bấm một nút like và chia sẻ lên trên Facebook. Đó, để Sơn nó có thể là chia sẻ cái video ngày hôm nay thực sự tuyệt vời và có nhiều cái câu chuyện, cái hạt cảm hứng cho các bạn ở đây nhá. Rồi thì không biết rằng để Sơn sẽ mời cái bạn Huy Trọng vào trong cái buổi tối hôm nay. Yes. Em chào Rồi, anh xin Sơn, chào em Huy chào Trọng. mọi người. Thì Xin em tên chào là Huy Huy Trọng. Trọng. Thì hôm nay rất là may mắn được lên livestream của anh Sơn và chia Và sẻ chia câu sẻ chuyện bản bản thân thân cũng cũng là là câu câu chuyện chuyện bản thành thân công cũng của mình. Đó, là thì câu đầu chuyện tiên bản thì em thân cũng cũng là rất biết ơn anh Sơn ạ. Thì trong trong một một thời thời gian gian qua qua thì thì em cũng em cũng gặp gặp anh anh Sơn Sơn được được khoảng khoảng hơn hơn một một năm năm rồi. rồi. Em cũng gặp anh Sơn được khoảng hơn một năm rồi. Thời điểm Thời điểm đó đó thời điểm đó thì em gặp anh Sơn và em khát khao đi theo anh Sơn, em học hỏi thôi. Em học anh Sơn, em học hỏi rất là nhiều và may mắn được chơi chơi thân với anh Sơn á. Thì em học được về cách để mình xây dựng hệ thống marketing cũng như là xây dựng thương hiệu trên internet, và từ từ đó đó bản bản thân thân mình mình phát phát triển triển lên lên rất rất là là nhiều. nhiều. Về Về một một chút chút câu câu chuyện chuyện bản bản thân thân của của mình mình của của em em á, á, thì thì tại sao mà em lại tham gia cái lĩnh vực về affiliate này. Thì em cũng khởi nghiệp khoảng 2 năm rưỡi gần 3 năm rồi. Đó. Và cái mình cũng trải trải qua qua rất rất là nhiều nhiều công công việc việc như như là là bưng bưng bê bê phục phục vụ vụ hay hay là là về đi làm làm nhân nhân viên, viên, đi đi làm làm công, công, đi đi làm làm không không lương, lương, rồi rồi rất rất nhiều nhiều công công việc việc về về kinh kinh doanh doanh bán bán hàng. hàng. Đó. Đó. Thì Thì thời điểm thời đó điểm thì đó em thì cũng em cũng đạt được đạt được cái cái thu thu nhập nhập khá khá là là tốt tốt rồi, rồi, khoảng khoảng 70 70 100 100 triệu triệu rồi. rồi. Thì Thì bắt bắt đầu đầu em em muốn muốn được được một một cái cái thu thu nhập nhập nó nó cao cao hơn, hơn, một một thu thu nhập nhập nó nó cao cao hơn. hơn. Thì Thì em em muốn muốn có có một một sống sống nó tự do, đi du lịch ngoài thế giới, muốn có biệt thự, muốn có siêu xe. Thì với thu nhập hiện tại thì em không có đủ. Đó. Thì em khát khao đó em đặt mục tiêu làm sao phải đạt được thu nhập 1 tỷ một tháng. Đó. Làm sao để mình phải đạt được thu nhập 1 tỷ một tháng như vậy. Thì bắt đầu em tìm tìm cơ hội mới, xong đợt đó thì em tìm đang tìm cơ hội mới thì anh Sơn, em gặp anh Sơn và em quyết định em bay vào Sài Gòn cùng anh Sơn luôn. Và sau xong đó thì anh em triển khai qua rất là nhiều các công việc, làm đi chơi với nhau rồi cũng học hỏi với anh Sơn rất là nhiều. Và bắt đầu thời điểm từ giữa năm ngoái là em bắt đầu làm với cái lực tham gia cái với cái lực athletic này, thì em thấy nó cực kỳ là tiềm năng, mà cái công việc này á đúng là công việc tuyệt vời luôn. Đó. Và
Nó có thể giúp cho mình đạt được sự tự do tài chính, tự do thời gian, và giúp cho mình có những đủ tài chính để mình đạt những điều mình muốn. Đó. Và em luôn hướng đến một sống nó tự do, mình không cần phải là mình gò bó về thời gian, không phải bỏ không không cần phải là đi ngày làm 8 ngày làm 8 tiếng xong về nhà, rồi không phải là phải xoáy vào quá nhiều công việc, cuốn vào những công việc kinh doanh nhiều quá. Đó. Thì em muốn được sự tự do và công việc này nó giúp em đạt được điều đó. Đó. Và công và về cái MMO này thì chỉ cần một cái máy tính, một cái laptop, một điện thoại kết nối internet thôi là mình có thể kiếm được tiền rồi. Đó. Và mình có thể là đi đâu đi đi đợi đi chơi, đi du lịch, đi làm mọi điều mình muốn. Đó. Thì trong trong bất kỳ thời gian rảnh mình cứ chủ động với thời gian, và hơn nữa là cái nó tạo ra cho mình cái thu nhập cùng được. Ban đầu thì em không nghĩ là em có thể đạt được cái thu nhập như vậy đâu, nhưng dần dần làm á, thì dần dần làm em bắt đầu tham gia tìm kiếm những dự án này, bắt đầu có những kinh nghiệm nhiều hơn này, bắt đầu có cái bắt đầu áp dụng những kỹ năng marketing của mình vào này, thì bắt đầu em tạo ra cái khoảng khủng nó, tạo ra hàng trăm triệu, thậm chí là cái thời điểm đỉnh điểm của nó cái thời điểm đỉnh điểm là tháng trước em rút về khoảng khoảng 1 tỷ đồng, khoảng 1 tỷ đồng đó. Thì cái việc mà ngồi tại nhà kiếm tiền online, kiếm ra hàng tỷ đồng thì nó cũng nghe nó cũng khó tin, mà thực sự là nó là đã đạt được kết quả như vậy rồi đó. Và kết quả là cái tiền mặt về tay và cũng như là cái lợi nhuận mình thu về đó. Thì sau hỏi kể một chút cái thành quả của em thì năm ngoái em làm em cũng xây được nhà cho bố mẹ, thì với công việc này làm em xây được nhà cho bố mẹ. Năm nay thì trong khoảng 2 tháng đầu tiên thì em cũng gần đủ tiền mua được nhà rồi. Trong cái phần chia sẻ của Huy Trọng ấy, Huy Trọng cũng đã chia sẻ là trước đây là Huy Trọng cũng đã từng làm những công việc là khó khăn như phục vụ bưng bê rồi xong sau đó thì Trọng mới biết được tới cái lĩnh vực này đúng không Dạ đúng rồi. Trọng? Ok. Trải qua rất nhiều các công việc á, về bị bưng bê, về về kinh doanh cũng có. Em thấy mỗi cái lĩnh vực cà phê này thì nó cực kỳ đơn giản mình làm. Mình không cần phải là vận hành quá nhiều các công đoạn, không phải để lo về nhân sự, lo về hàng hóa, lo về nhiều khâu nhiều công đoạn, chỉ cần làm mỗi công việc là marketing thôi là mình có thể kiếm được tiền rồi. Đúng rồi. Thì không biết rằng là Trọng có thể chia sẻ đâu đó khoảng ba ba cái điều, ba cái điều gì đó, ba cái điều mà em cảm thấy tâm đắc nhất để dành cho những người bạn mới á, để bạn có thể tạo ra được cái thu nhập khoảng 10 cho tới 20 triệu một tháng, thì ba cái điều quan trọng nhất mà em thấy nó là cái điều gì, yếu tố nào? Đó là những cái yếu tố mà như lúc nãy em vừa chia sẻ, thì em cũng đầu tư cho bản thân vào cái việc học rất là nhiều. Đầu tư cho bản thân. Các bạn nhớ comment cái từ khóa xuống dưới video này. Đó. Đó. Thì trong khoảng gần 3 năm em đi khởi nghiệp thì mỗi năm tính ra em cũng phải bỏ ra 1 đến 200 triệu tiền đi học. Đó. Thì bắt đầu em tìm một người thầy và tìm những người mà có thể dẫn dắt em lên được những cái tầm cao hơn. Em xác định là mình đang cần bạn đang muốn mong muốn điều gì, là mình đang mong muốn là mình có thu nhập cao hơn, thì mình tìm cái điều gì đó, mình tìm cái công cụ nào đó, mình tìm cái lộ trình nào đó giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó. Bắt đầu em tìm những công việc hiện tại của em nó không thể đạt giúp em đạt được những thu nhập đó rồi, thì bắt đầu em đi ra ngoài, em đi tìm hiểu nhiều hơn, em đi tìm hiểu các lĩnh vực, em tìm hiểu các cái những quy trình và đi học hỏi những người thành công. Thì bắt đầu em tìm ra những cái tìm ra bắt đầu tìm ra những cái cơ hội đó, tìm ra những cái cơ hội có thể giúp cho mình đạt những cái mục tiêu của mình. Bây giờ mục tiêu tài chính mình thì mình phải làm như thế nào để đạt được mục tiêu tài chính mình, và sau đó mình sẽ hành động quyết liệt đó. Nhất là mình sẽ đi tìm một người dẫn dắt mình. Hai là mình sẽ đi học những cái quy trình mà thành công, những quy trình mà đã có thể tạo ra kết quả mình mong muốn, và mình đi và thứ ba là mình hành động quyết liệt để mình đạt được những điều đó. Chút nữa mọi người có bất kỳ Ok. câu hỏi gì mọi người cứ comment xuống bên dưới video nhé, xong nó Sơn sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn nhé. Ok, về những cái dự án về Affiliate đó, thì mọi người thật tập trung vào nó để tạo ra, thứ nhất là mọi người tin cái đó, tin thì mới thấy. Nhất là mình thấy những con số về vài trăm triệu hay hàng tỷ đồng nó to lớn quá thì mình làm quen nó dần dần. Nhất là mình đặt mục tiêu khoảng vài chục triệu một tháng đi, mình đặt mục tiêu khoảng vài chục triệu trước, xong đó mình đạt được rồi, mình đặt mục tiêu lên 100 triệu, đặt mục tiêu 100 triệu xong lên khoảng xong lại lên tiếp vài trăm triệu, xong đó hãy lên hàng tỷ đồng. Đó. Thì mình sẽ làm quen dần dần với những cái cột mốc tài chính đó, những cái một cột mốc cái thu nhập ở trong cái trong 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 cái đầu cho
những cái đặt dần dần mình làm quen với những cục mốc trong trong đầu mình ạ, thì dần dần mình sẽ đạt được đó. Mình đặt mục tiêu, mình chia nhỏ mục tiêu ra để mình đạt, để mình dần dần đạt được nó. Và đây là cái công việc mà cực kỳ là tiềm năng để mà mình có thể là mình tạo ra một thu nhập lớn và mình đạt được cái sự tự do cũng như là cái sự tự do tài chính đó. Thì đây thì mọi người có thể tập trung vào nó, có thể coi như là nó là một công việc thu nhập thêm thôi. Xong đó nếu mà mình có thể tạo ra thu nhập lớn rồi thì mình tập trung vào mình tập có thể tập trung hoàn toàn vào nó, tạo ra thu nhập lớn hơn nữa đó. Và cái nữa là mình phải tập trung vào những cái dự án, mình sẽ có rất là nhiều dự án, hàng trăm cái dự án, thì mình xem mình cũng phải phân tích ra, mình phải có cái kỹ năng mình phân tích cái dự án là cái dự án nào nó tạo giúp mình tạo ra cái thu nhập lớn nhất thì mình tập trung nhất vào nó. Tuy nhiên những cái dự án nào tiềm năng thì mình vẫn làm và mình làm hết, và những dự án nào mà nó tiềm năng nhất đó thì mình tập trung vào nó, và nó có thể giúp dự án nào tạo ra cho mình thu nhập cao nhất thì mình tập trung vào nó. Tập trung vào đôi khi mình tập trung vào một đến hai dự án thôi và nó có thể tạo ra thu nhập chính cho mình, tạo ra thu nhập lớn cho mình rồi, không cần phải không phải tập trung vào làm tất cả các dự án đâu đó. Tuy làm tất cả các dự án nhưng mình tập trung vào một hai dự án tạo ra quả giá trị cao nhất đó. Có một vài xin chia sẻ thêm của anh. À, hay quá, cảm ơn Trọng. Khi mà Trọng chia sẻ thì Sơn nó mới nhớ được một cái điều, một yếu tố rất quan trọng, đó là chúng ta phải luôn luôn có một cái tư duy đường dài các bạn. Mặc dù Sơn biết được rằng đôi khi mà chúng ta đã chọn một công việc nó liên quan đến kiếm tiền thì chúng ta rất là mong muốn được rằng tiền nó về nhanh cho các bạn, đúng không ạ? Thì Sơn cũng vậy thôi, Sơn cũng mong muốn tiền về rất là nhanh, ai cũng thích như vậy. Tuy nhiên rằng các bạn hãy nhớ rằng các bạn muốn kiếm được số tiền lớn, một khoản thù lao lớn thì phải đồng nghĩa với cái việc là bạn phải có một kiến thức này, có kỹ năng này, không phải nó cũng phải tương xứng với điều đó, đúng không ạ? Với cái thời gian bạn đã đầu tư, bạn bỏ ra cho nó cũng phải tương xứng, chứ không thể nào mà bây giờ các bạn từ con số 0, bạn là một người mới, bạn chưa biết gì, là bạn thấy người khác đang kiếm được vài trăm triệu một tháng, bạn nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể kiếm được nó trong vòng một thời gian ngắn thì điều đó rất là khó. Nếu như bạn không có đủ những cái yếu tố như vừa nãy Trọng nó chia sẻ, đó là có một mục tiêu rõ ràng, có một người thầy, có được những người đồng hành cùng với mình xuất sắc, rồi có những dự án tốt, rồi những nguồn lực như vậy, thì lúc nào chúng ta cũng phải tiến lên từng bước một, tiến lên từng bước. Dĩ nhiên là có một cái mục tiêu rồi đó, nhưng mà phải tiến lên từng bước một đó. Sơn nghĩ rằng nếu như các bạn người mới thì các bạn luôn luôn đặt cho mình một cái mục tiêu khoảng 3 tháng, 6 tháng, đó là một mục tiêu hợp lý, chứ không thể nào mà các bạn đã làm trong một ngày, 2 ngày các bạn có kết quả lớn ngay được, đúng không ạ? Thì đó là cái lời mà Sơn đã chia sẻ cho các bạn.